Hello anh em, video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một plugin tạo mã giảm giá rất là nhẹ, rất nhiều tính năng hay và được nhiều blog nổi tiếng tin dùng ha. Thì uh, mình sẽ giới thiệu nhanh về cái outline của cái video này. Có thể là mình sẽ chia làm ba video ha. Video số đầu tiên là cái video này anh em đang xem nè, mình sẽ nói về tổng quan giới thiệu. Ở cái video số 2 thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái tính năng cơ bản của plugin này và cái cách thao tác luôn ha. Và video cuối cùng, video số 3 là những tính năng nâng cao của plugin này thì để tiện cho anh em theo dõi thì anh em xem những cái outline này và anh em uh, tua tới cái phần mà anh em muốn coi ha thì ok cái plugin này là tên là wp coupon với trang uh, web của nó là wpcoupon.io WP ha thì đây là một plugin để tạo bài dập giá kiếm tiền với affiliate marketing đơn giản là như vậy thôi với các tính năng cơ bản và rất là hay như là tạo ra được một cái trang coupon riêng nè ví dụ như trên blog của mình có một trang uh, anh em có thể vào livevn.com và cái phần cấp bông đây ha thì anh em sẽ, đây là một trang lưu trữ cấp bông của mình Đấy, mình tạo được vài cái anh em cần dịch vụ gì thì cứ lên đây xem ha thứ hai là có thể ẩn cái cấp bông ở cấp có nghĩa là đây là ví dụ như anh em có cái mã giảm giá ở đây thì anh em không muốn người dùng vào lấy copy và đi qua đi qua trang khác sẽ bị mất cái cookie ha. thì anh em cái plugin này giúp anh em ẩn đi người dùng bắt buộc phải ẩn vào đây thì mới lấy được ví dụ mình ấn demo đấy. thì nó sẽ hiện lên cái pop up người dùng phải copy ở đây thì nó tự động nhảy qua một cái trang khác đấy. đó là một cái tính năng ha rồi một cái tính năng nữa mình thấy cực kỳ hay đó là tạo cấp bông riêng biệt cho từng bài viết đấy. ví dụ như trên site của mình đi à, một trong danh mục là dropshipping thì mình chỉ muốn để là khoa học dropshipping thôi mình không muốn để là cái cấp bông khác ha thì nó chỉ hiện thị đây thôi đấy. Uh, ví dụ như đây bài này. Mình muốn hiển thị là bên uh, cái cái size bên phải này hiển thị khoa học dropship, đây. thì nó sẽ hiển thị đúng cái đó và nó ghim cái mã giảm giá này ha. Hiển thị đúng cái mã giảm giá mà anh em muốn nó xuất hiện luôn. Mình đang giới thiệu ha, còn thực hành như thế nào thì qua cái phần thực hành mình sẽ nói cho anh em. Rồi, những cái tính năng like như là sọc code thì uh, mình sẽ giới thiệu ở những cái phần sau ha và cái cuối không phải là tính năng nhưng mà mình cực kỳ thích ở plugin này là nó siêu nhẹ, cực kỳ nhẹ. Anh em có thể xem cái tốc độ load của mình nè. Anh em xem ha, load cực kỳ nhanh. Plugin này thì gần như là nó cực kỳ nhẹ luôn, nó không chiếm một cái dung lượng nào cả. Rồi, để giới thiệu nhanh những cái block nổi tiếng đã dùng ở anh em làm EMO ở ở Việt Nam thì chắc là biết block của kiếm tiền center của Thế Khương này ha đây đây là một site nên có thể vào là kiếm tiền center.com suyệt HD thì nó sẽ ra cái trang mà giảm giá này thì đây cũng là một site sử dụng cái bì cập tông hay như một site của phạm đình quân net thì đây là một cái bạn mà mình rất là giỏi ha rất là giỏi về đi khi máy mà mình theo dõi anh em có thể lên đây đọc bài thì cũng có một trang ha điêu này Đấy, anh em mà xem đây là một site đây là một blog rất là đẹp trình bày rất chỉnh chu và tên rất là hay ha cho anh em mình cực kỳ khuyến nghị anh em vào blog này đã đọc. Đó. Hay những cái blog nổi tiếng của thế giới như đây một cái trang rất là hay chuyên về tối ưu tốc độ website đó. mình hay đọc trên này. Blog này thì cũng tới hơn 100.000 nghìn cho phép một tháng là cũng sử dụng một cái trang này. Còn rất rất nhiều những blog khác sử dụng ha. Rồi mình sẽ nói nhanh một chút là có nên dùng để làm affiliate marketing với những cái sàn thương mại điện tử hay không? và định hướng phù hợp với với cái cấp cái plugin này ha thì trước đó ở trên blog của mình đã có một cái bài là đây, anh em vào phần có thể vào phần tài nguyên ha anh em xem là làm website sao giảm giá nè thì mình có giới thiệu cho anh em mà giảm giá này nhưng anh em làm với một cái giao diện ha một cái giao diện riêng về mà giảm giá luôn đó là giao diện anh em bấm ở đây nè cấp bông bay mai thêm shop nè Đấy. thì với giao diện này á thì anh em chuyên về làm bài giảm giá thì mình nghĩ là làm trên thương mại điện tử thì được còn với plugin này á anh em chỉ kết hợp bằng trong viết bài blog và để một cái danh mục riêng là cấp bông thôi thì mình nghĩ là với plugin này anh em nên làm những cái gọi là sản phẩm số sản phẩm số gồm có những cái dịch vụ những cái phần mềm những cái khóa học thì nó sẽ phù hợp hơn là anh em sử dụng để làm thương mại điện tử ha còn nếu anh em muốn làm mà mà em giá mà nên trên những trang sàn thương mại điện tử thì anh em nên sử dụng cái giao diện này Đấy. thì mình cũng có bán cái giao diện này ha cái giao diện này thì với giá của nó là 35 đô của mai shop bán còn anh em mua qua mình thì chỉ khoảng là 300 thôi Đấy. cũng là hàng bản quyền ha và bảo hành đầy đủ rồi mình sẽ nói nhanh qua như vậy cho anh em hiểu tiếp theo ha về giá của cái plugin này thì anh em có thể vào wbcapong.io này anh em bấm price Đấy. thì mình đã liệt kê ở đây rồi cho anh em tiện với Excel này ha. Cho một size trên một năm này là 30 đô. Ba size trên một năm là 7 video và không giới hạn ha, một năm là 150 đô. Nhưng mà anh em vào vào đây á, thì nó luôn luôn có cái mã giảm giá 10% để mình tải lại xem có mã giảm giá 10% không. Mình mở qua một cái chỉnh ảnh danh ha. Đây, anh em sẽ lấy được cái mã giảm giá 10% đây nè, WP Coupons thì nó luôn luôn có cái mã giảm giá 10%. Thì cái giá đây mình đã trừ 10% hết cho anh em rồi ha với một size á, gói một size một năm đã trừ 10% rồi thì anh em là giá còn 27 đô với tương đương Việt Nam đồng là khoảng rưỡi khi mà anh em muốn mua cái gói này qua mình á mình thì đã mua cái gói limit rồi mình mua cái gói này là 135 đô tương đương với 3 triệu 2, 2 mình quay lại hơn anh em muốn mua gói một size thì anh em mua qua mình sẽ có giá là 300k thì khi đó anh em tiết kiệm được 350k khoảng đó có 3 size thì mình nghĩ là cái gói này nó làm cho có chứ ít ai mua 3 size ha có 3 size thì 6,3 đô nó khoảng 1 triệu rưỡi anh em mua qua mình thì mình sẽ bán với giá là 700k anh em tiết kiệm là 800k và gói cuối nếu như anh em muốn sử dụng mà cho nhiều website của anh em đem có thì mình sẽ share với giá 1 triệu ha 1 triệu. thì anh em đâu đó tiết kiệm được khoảng 2 triệu 2 hơn 2 triệu đó là cái giá ưu đại khi anh em muốn mua của mình ngoài ra thì anh em có thể mua trực tiếp trên này thì không có ưu đại thôi còn cái quy trình để mà mua cái plugin này thì rất là dễ thôi đầu tiên thì anh em sẽ liên hệ với mình thì <laughs> mình hay online trên telegram nhiều ha anh em có thể liên hệ là t. My 91 thì hầu như là mình mở telegram 24/24 /24. À, facebook mình rất là ít hoặc là Zalo thì lâu lâu mình check nhưng mà mình khuyến nghị nếu anh em có nhu cầu liên hệ mình gấp á, thì có liên hệ qua telegram và anh em nói rõ những cái mà anh em cần thì mình sẽ trả lời ngay luôn sau đó thì anh em truyền khoản và anh em cấp quyền admin vào cái email này là livevietnam 91 a gmail com sau đó thì mình sẽ cài đặt kích hoạt bản quyền thì sau khi cài đặt kết hợp bản quyền xong thì anh em sẽ xóa quyền admin của mình đi thế là xong vậy thôi mình sẽ làm demo nhanh cho anh em ha ví dụ anh em liên hệ với mình và anh em muốn cài thì anh em cấp quyền admin à vào á thì mình sẽ vào mình cài đặt bằng cách là à mình sẽ để mối cấp quyền luôn ha ví dụ đây là cái đây là cái blog của anh em nè anh em vào phần thành viên nè anh em thêm mới nè rồi ở chỗ này thì anh em thêm được anh em email thì anh em đó. thêm cái email lấy với em chính com ha rồi xuống đây thì anh em để cho mình là người quản lý ha đấy rồi anh em bấm vào tạo mật khẩu ở đây nè và anh em copy cái mật khẩu này gửi cho mình copy thêm người dùng mới đó, thế là xong thì cái web này mình đang sử dụng email rồi nó báo lỗi ha như vậy là xong sau đó thì mình vào mình cài đặt thôi sau khi cài đặt thì anh em uh, xóa cái quyền của mình đi hoặc là anh em đưa xuống quyền là thành viên đăng ký hoặc là gì đó thì nó sẽ mình sẽ không tác động vào website của anh em được ha rồi mình sẽ nói nhanh qua về cái bảo hành hỗ trợ và chính sách refund hoàn tiền thì plugin này mình sẽ update theo cái plugin thôi và bảo hành theo năm ha gói nên mua một năm thì mình sẽ bảo hành cho anh em một năm update plugin theo một năm plugin nó có update thì mình sẽ vào mình update cho anh em còn nó tự update được rồi thì thôi Đấy. ngoài ra thì mình sẽ có hướng dẫn sử dụng cho anh em nữa à, cái series này á, thì mình cũng sẽ hướng dẫn rất là chi tiết nhưng mà nếu như anh em xem xong mà vẫn chưa hiểu chỗ nào đó mà mua qua mình đó, thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho anh em ha và một cái chính sách nữa là hoàn tiền trong ba ngày đầu tiên khi mà anh em uh, cài đặt xong ba ngày đầu tiên anh em cảm thấy không ưng ý thì thôi mình sẽ hoàn tiền không có lý do nữa mình sẽ vào và mình uh, xóa cái license đi là xong Đấy. và tất nhiên là mình khi mà anh em cấp quyền admin thì mình sẽ không đụng chạm gì vào website của anh em ha anh em chỉ mình chỉ vào mình cài đặt cái tập bản quyền rồi mình đi ra thôi thì mình sẽ demo cái cài đặt cái bản quyền cho anh em xem nè. đầu tiên là mình sẽ vào đây mình uh, tải về ha như anh em thấy là mình đã mua với gói là tổng cộng là 135 đô này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tải cái plugin này về ha. Đây. Và vào cài đặt cho anh em thôi. Cài đặt là plugin này. Cài mới. Mình kích hoạt ha. Sau đó thì mình sẽ copy cái phần license. Và mình vào đây mình kích hoạt thôi. Đây, coupon setting license. Như vậy là xong, anh em sẽ được cái plugin bản quyền anh em sử dụng. Và hẹn anh em ở cái video thứ hai ha, mình sẽ giới thiệu những cái tính năng cơ bản và hướng dẫn anh em sử dụng luôn. Hẹn anh em những ở video sau, anh em nhớ đăng ký kênh của mình ha.